Bài viết có tựa đề Tân Hoa Hậu Thùy Tiên phát biểu tranh cãi. Tôi đến đây, tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ đất nước của tôi. Tân Hoa Hậu khiến mọi người thắc mắc khi có câu phát biểu At first I come here, I didn't get any support from my country. Tạm dịch là Lúc đầu tôi đến đây, tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ đất nước của tôi. Chung kết diễn ra tại Bangkok với sự tham gia của 60 thí sinh. Thùy Tiên đăng quang, nhận vương miện từ người tiền nhiệm Evelyn Epena Appiah cùng phần thưởng tiền mặt 40.000 đô la. Đại diện Ecuador, Brazil, Puerto Rico, Nam Phi lần lượt đoạt các giải Á hậu 1 đến 4. Trước khi MC công bố kết quả, Hoa hậu Việt Nam và Ecuador phải bước vào vòng đấu loại cuối cùng trả lời câu hỏi tại sao bạn xứng đáng chiến thắng. Thùy Tiên nói bằng tiếng Thái, cho biết sẵn sàng ở lại đây một năm để hoàn thành nhiệm kỳ. Khán giả có mặt liên tục hô tên cô khi hai người đẹp nhất cuộc thi nắm tay nhau trên sân khấu. Sau 7 lần diễn ra, Miss Grand ngưng tổ chức năm 2020 vì dịch. Đầu năm nay, cuộc thi trở lại Thái Lan. Đương kim hoa hậu là Evelyn Epena Appiah của Mỹ, Á hậu Ngọc Thảo dừng chân ở top 20. Trước đó, Thùy Tiên cùng các thí sinh top 5 gồm Ecuador, Puerto Rico, Brazil, Nam Phi trải qua phần thi ứng xử. Họ cùng trả lời câu hỏi Thế giới hiện tồn tại nhiều vấn đề như nhân quyền, kinh tế. Nếu chọn một người để thảo luận về việc thay đổi hiện trạng đó, bạn chọn ai? Thùy Tiên cho biết muốn gửi lời cảm ơn mẹ đẻ của Echa Genesa, nữ giáo sư Sarah Gilbert, vì đã tạo ra vaccine cho thế giới mà không thu lợi nhuận từ bằng sáng chế. Ở phần thuyết trình cùng top 10, chủ đề ngừng chiến tranh và bạo lực, cô nói về trải nghiệm lớn lên không có cha mẹ bên cạnh. Thùy Tiên hy vọng mọi người lớn lên bằng tình thương và lòng vị tha để không còn xảy ra chiến tranh. Cuối phần thi, người đẹp nói một câu tiếng Thái tặng khán giả chủ nhà nhận tràng pháo tay cổ vũ. Tự tin, tràn đầy năng lượng và luôn nở nụ cười rạng rỡ, Thùy Tiên từng bước chinh phục giám khảo và khán giả qua các màn đồng diễn, trình diễn áo tắm, váy dạ hội. Tinh thần đó cũng được cô thể hiện suốt cuộc thi ở các hoạt động bên lề. Một ngày trước chung kết, Thùy Tiên cho biết bất ngờ khi nhận sự ủng hộ lớn từ khán giả quê nhà và quốc tế. Ban đầu, cô tiết lộ nhiều người phản đối, không hài lòng với tin cô đại diện quốc gia tại Miss Grand. Người đẹp cảm thấy may mắn khi nỗ lực của bản thân được đền đáp xứng đáng. Ngoài vương miện, cô thắng giải ảnh áo tắm do người hâm mộ bình chọn trên mạng xã hội. Lên đường đến Thái Lan ngày 16 tháng 11, Thùy Tiên nói cô luôn cố gắng trao đổi, giao lưu với các bạn thi và ban tổ chức. Mỗi ngày, cô thay vài bộ trang phục, chủ yếu là phong cách sexy, năng động. Ban tổ chức cũng nhiều lần khen ngợi gu thời trang và tính cách thân thiện của người đẹp Việt. Thùy Tiên sinh năm 1998 ở thành phố Hồ Chí Minh, cao 1m7, số đo 3 vòng, 82, 61 và 91. Trước đó, cô chinh chiến nhiều đấu trường sắc đẹp nhưng chưa từng được đăng quang. Năm 2017, Thùy Tiên về nhì cuộc thi Hoa Khôi Nam Bộ. Cô vào top 5 và đoạt danh hiệu Người Đẹp Nhân Ái, Hoa Hậu Việt Nam 2018 tại Miss International 2018. Cô thể hiện khả năng tiếng Anh tốt, hòa đồng với các thí sinh nhưng không giành được thành tích nào.
chung kết Miss Grand International 2021 diễn trong hơn 3 tiếng, thu hút bởi những màn trình diễn sôi động của dàn thí sinh. Mở đầu, 60 người đẹp nhảy đồng diễn cùng ca sĩ khách mời. Sau đó, từng người catwalk với váy áo form corset và giới thiệu bản thân, hô tên quốc gia. Top 20 gồm Việt Nam, Ecuador, Australia, Brazil, Costa Rica, Pháp, Malaysia, Ấn Độ, Hà Lan, Indonesia, Đức, Nigeria, Colombia, Myanmar, Tây Ban Nha, Cộng hòa Dominica, Puerto Rico, Venezuela, Nam Phi, Angola. Top 20 thi áo tắm để ban giám khảo chọn ra top 10. Màn thi được dàn dựng mang không khí vui tươi, các thí sinh thoải mái nhún nhảy, tương tác với khán giả và máy quay. 10 người đẹp diện cùng một mẫu váy lên sân khấu thuyết trình về chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Hoa hậu Brazil ca ngợi sức mạnh của tri thức, thứ giúp con người đạt được tự do. Campuchia kêu gọi tập trung giáo dục thế hệ trẻ để giảm thiểu bạo lực. Costa Rica nói về tầm quan trọng của yếu tố nội tâm. Ecuador mong muốn chấm dứt chiến tranh, đề cao các chương trình về sức khỏe và tinh thần. Indonesia hy vọng con người không còn thù ghét, đoàn kết để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Puerto Rico cho rằng chiến tranh bắt nguồn từ sự hiểu lầm và mong muốn nhân loại được sống trong xã hội công bằng, không phân biệt. Cô thực hiện bài thuyết trình bằng cả ngôn ngữ ký hiệu để giúp các khán giả khiếm thính hiểu. Nam Phi báo động về tình trạng phụ nữ quê nhà sinh con sớm ngoài ý muốn. Tây Ban Nha chọn chủ đề tương tự về tình trạng bạo lực với phụ nữ. Venezuela cho rằng mọi người nên gạt bỏ cái tôi để tôn trọng lẫn nhau. Top 5: Puerto Rico, Ecuador, Brazil, Việt Nam và Nam Phi còn trải qua phần thi vấn đáp với câu hỏi chung. Nếu được chọn một người để trao đổi về vấn đề thế giới, bạn sẽ chọn ai? Hoa hậu Puerto Rico muốn gặp được người đứng đầu Liên Hiệp Quốc, đại diện Brazil chọn tổng thống quê hương mình bởi đất nước cần thêm sự hỗ trợ về chăm sóc y tế, giáo dục. Hoa hậu Nam Phi cũng chọn tổng thống nước mình và kêu gọi chính phủ yêu cầu hoàn toàn dân bắt buộc tiêm vaccine. Hoa hậu Ecuador muốn trò chuyện với Malala Yousafzai, nhà hoạt động nữ quyền, người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2014. Ba thí sinh Malaysia, Peru, Angola cùng thắng giải trang phục dân tộc đẹp nhất, đại diện Puerto Rico. Viviane Dizat Arozo giành giải hoa hậu áo tắm, giải trang phục dạ hội thuộc về đại diện Thái Lan. Người đẹp Mỹ Evelyn Aparna Appel, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2020, lên sân khấu phát biểu trước khi hết nhiệm kỳ. Cô nói tự hào vì là người phụ nữ da đen đầu tiên thắng cuộc tại Miss Grand. Vì dịch, Hoa hậu không có nhiều cơ hội đi làm nhiệm vụ tại nhiều quốc gia. Cô gọi Thái Lan là quê hương và biết ơn với cơ hội ban tổ chức trao. Hoa hậu Hòa bình quốc tế Miss Grand International là sân chơi sắc đẹp thường niên do ông Nawaz Isarak Rishil, từng giữ chức giám đốc Miss Thailand World, sáng lập và điều hành từ năm 2013, trụ sở ở Thái Lan. Cuộc thi đặt nặng tính giải trí, đồng thời người đăng quang sẽ đến nhiều nơi để truyền thông điệp về chấm dứt chiến tranh và bạo lực, nâng cao nhân quyền. Tuy còn non trẻ, Miss Grand International nhanh chóng gây chú ý, thu hút thí sinh ở các quốc gia và vùng lãnh thổ. Được đánh giá là top 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới cùng nhóm Big Four: Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Trái đất,
Hoa hậu quốc tế và Hoa hậu siêu quốc gia. Vài năm gần đây, Hoa hậu trái đất vướng nhiều bê bối và tranh cãi về cách tổ chức thiếu chuyên nghiệp, bị chuyên trang sắc đẹp Global Beauty loại khỏi nhóm Big Five và thay thế bằng Miss Grand. Chuyên trang Miss Sociology lại xếp Hoa hậu siêu quốc gia vào top 5 cuộc thi Hoa hậu lớn nhất không có Miss Grand. Năm 2017, Hoa hậu Hòa bình quốc tế được tổ chức ở Phú Quốc. Chiến thắng thuộc về đại diện Peru Maria Cholora. Đàn bà bước trong sa mạc, nương theo những dấu chân bội bạc. Có dấu chân của đứa con bà đưa về phía mặt trời cháy ra. Ôi nắng hòa bình hay nắng xót xa, người đàn bà khóc trong sa mạc, nơi nhân ái đức tin mở lạt. Nước mắt rơi nhỏ xuống cát thành, lệ huyết nóng gợi lòng sáng danh những con người sống nơi địa ngục trần. Người đàn bà hát trong sa mạc như âm bao sớm mai loạn lạc, tiếng hát như là tiếng vong buồn từ bóng tối sa mạc lạnh thêm. Lời tiên tri muộn hay lời người điên, người đàn bà thoát ra sa mạc tan nhân tình nát tươi phần hồn. Dưới bóng đêm vọng tiếng kinh buồn, ngọn đuốc sáng soi đoàn người đưa, nơi người sẽ tới có thiên đường chờ. Đàn bà hát trong sa mạc như âm báo sớm mai loạn lạc, tiếng hát như là tiếng vong buồn từ bóng tối sa mạc lạnh thêm. Lời tiên tri muộn hay lời người điên, người đàn bà thoát ra sa mạc tan nhân tình nát tươi phần hồn. Dưới bóng đêm vọng tiếng kinh buồn, ngọn đuốc sáng soi đoàn người đưa, nơi người sẽ tới có thiên đường chờ. Ngọn đuốc sáng soi đoàn người đưa, nơi người sẽ tới